bạn của Mỹ Tám hả? Hả? Bằng tuổi hả? Là bằng tuổi anh hả? Hả? Thì bằng tuổi làm con gái bằng im chứ bằng im hay chứ không liếc liếc chứ bằng chị. Con gái nó phần làm im mà dù im có lớn hơn anh 2 tuổi không phải kêu em bằng im hay chứ đúng không? Không lý do kêu bằng chị phải có dòng họ nha kêu bằng chị. Kêu bà tôi. Ở đâu? Gần đây luôn hả? Đúng không phải trong làng hả? Chị chỗ cái chợ hả? Mà sao biết bằng tuổi? Giờ này làm gì mà con làm cái sao mà đạp ê ê ê ê thằng ca á à, chị có gì không lâu lâu nhớ hả? Tết có gì không? Tết mạnh đứa nào về quê đứa nói cho rồi ấy. Anh là Tết hả? Anh là còn biết nó đâu, đâu có điện cho nó đâu. Được chị gọi gì hả? Gọi gì hả? Thế là hỏi nó có về không? Gọi gì hả? Kệ nó làm gì kệ nó. Nó nghĩ nó làm hài, nghĩ nó làm hài tháng sau nó về nó không có đồng bạc nào hết. Nó về đi ăn đám cưới không có đông nào hết á, đám cưới bạn nó ủa Tùng nó có mau mày không cỡ nhiều cỡ nhiều. Ê tại những cái bữa có về điện biết đường mua giùm cặp chim nha.
nó lại, cột nó lại. Thử cùng quá thì mày đừng chơi, đừng chế nước chứ mày. Mày kêu ổng tao bữa tao mua, tao kêu ổng cho ông kêu ông cho một chút thức ăn để ngâm ngâm nước luôn á, chút lúa ngâm nước là nó ăn á. Có 60.000 con á, 60.000 con. Đợt 80.000 rồi, còn 60.000. Mua chừng hai con ha, có đi diễn nó bậy bạ. Diễn có lần hai lần, diễn có lần hai lần để nó chết vậy. Cầu Âu để tăng ca để tăng ca kiếm tiền, kiếm tiền mua đồ Tết. Của ai? Ông Tứ hả? Vàng à Tứ hả? Cầu Mâu lâu quá rồi ai liên lạc nữa. Cầu Mâu chị lâu quá rồi không ở trong đó giữ số gì nữa. Ai đang làm? Ờ giờ này nè hả? À là gì? Không Âu sáng mở mắt ra đi làm sớm rồi, tối thui tắm mò về không á. Đi mình cho đỡ tốn tiền lại lên 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 ăn xong rồi cũng về làm lại á. Mấy thằng nữa thì nếu nó mau mày nữa, mày rồi thằng Nhi thằng Khâu rồi ở Sài Gòn hết mà. Tao tao bữa nay có vợ có con rồi, đi lên ăn bụng rồi đi về rồi. Nhậu công nhậu nhẹt là tăng 2 tăng 3 rồi mệt. Mày hả? Tết gì nếu có Tết gì vô nhà tao chết tao uống hay đừng có nhậu chứ, nhậu công an nó bắt á. Vô nhà tao chết tao uống. Làm đi, làm đi, hãy mới chân đầu về nhớ nhớ điện báo được à, nha. Tăng mấy giờ mày? Tăng chào con. Oh.
họ họ mà biết rồi. Không, sao ba rủ vô gì? Ba rủ vô mà không thấy ba vô cái gì? Con chị biết điểm đúng không? Phải không nhau không? Nào đó chờ chờ mấy cái đó đi. Không đi xuống ông Tám nha. Ăn ấy. Đi xuống ông Tám quánh á. Ông Tám vừa mới đi vô. Ông Tám qua một cửa khổ mà không chồng khỏi lại hết vậy. Đúng không? Tụt luôn lùi lại đấy nữa. Dắt lên đó. Ông Tám không dám ngó luôn ngó. Đi một pha luôn á. Lì vậy, lì con 8 tỷ vậy. Ngoài đâu có dán, đâu có dĩ gì đâu, toàn dán mấy cái nơi nó không. Đó, đó, đó. Bà kiểu sớm bị về, không sắp đâu, không bị đâu. Chắc không sắp đâu là chưa, không biết. Đó, 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 đó. Đó, đó, đi vậy. Con nào không trời, ông ba có rồi nè, con người nó đi ngoài chứ. Con đốt mà ba. À, đi qua cắm vô, cắm vai, à, cắm vô. Cái gì vậy? Có bữa đâu không biết đi. Không có đi ba, không có đi qua. Ba. Đường đường có đi qua chứ. Đâu có gì đâu, em bật camera nó quay phim như bình thường đấy. Đường đường đi qua gì điệp ăn ăn hả kìa kìa qua cho nó ăn thử cái đó rồi đừng có đi qua cái điện á ở bên nó là đi qua lần đầu tiên thấy rong biển mà xào tỏi rồi á ngon lắm ngon lắm tập cho nó ăn ok đang ngon rồi đó con chịu cay lờ cay xuống nói chuyện lại ông Tám đi ấy.
Bảo kêu mua tầm nghe không à? Tầm mấy lần à? Tầm ngàn hay tầm mấy nữa? Giờ bán nó tám ngàn. Hả? Kỹ. Con chó. Bo. Con gà. Nà. Con gà. Nà. Con gà. Con gà. Con chó nó xuống sao? Còn con gà nó gáy làm sao? Cho con. Cho con. Tâm gà. Tâm gà. Vậy mà bà rủ mình vô làm cho vui rồi tỏ là tỏ tỏ là tỏ nè này cho con cái con gà nó kêu như sao sao bà hỏi không nói chúng ta bánh rồi coi cậu bảo kìa cậu bảo quánh cho coi thì bà chú bảo nha rồi chú bảo quánh nha anh không biết ăn mà được ăn cay đắng đắng chua chua ngọt mặn chát chát con gà nó gáy sao cho con kiếm bên kia bữa nó lấy cây kiếm về nó bỏ bên nhà mọi người dạ bữa nó lấy cây kiếm về nó bỏ bên nhà mọi người hả à. Cây kiếm dán ống nè để bên nhà mọi người ngay chỗ phao đồ nó đứng chỗ phao đồ nó thọc ra nó bỏ đừng có bước qua dây điện đó nha mua chạy nhảy ra đi đâu đi đâu cái mỉa đi với con à lấy cái kiếm hả cái mỉa dẫn xuống lấy cái kiếm cái mỉa dẫn xuống nhà mừng lấy cái kiếm
10 nó chỉ kiếm. Thì ra nhà 10 nha. Cái nhà là nó vô nhà 10. Kiếm. Thằng Nguyên nợ. Cầm 10 cho mượn với chi tao luôn á. Tả lắm cho quả rồi. Bây giờ tả ai? Bye bye đi. Mất có 2 tiếng rồi, mất 2 tiếng rồi nữa. Đang đeo ba cánh chim á. Bà bánh á, đừng có cho kéo đó. Con mà quậy lung tung là ông Tám lên bánh á. Ồ, vô. Khô cá. Đâu vậy? Nợ nợ hả? Nợ với điếu, với điếu thế đó. Nó xuống tắt. Nợ
đâu phải bữa nào cũng hàng cái này không đâu, bữa cái này bữa cái kia. Canh chần chần nó là gì? Làm nãy giờ mà tâm huyết đang làm đây, giờ đi ra tìm đồ mà chưa xấu ta khỏi làm nữa em. Nó có hai số à. Thôi ông hả? Làm cho con học. Xấu thôi đi thôi học gì. Mua cái này cho có cậu uống. Làm số 3 thì 85 về chữ cái về qua gặp để tên đây mà anh không vô nữa thấy không lấy gì mà chữ đó chữ chữ hò sách đi không ba cái sách này quên 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 là đi cô chở ra trường này thôi trở ra thôi ai lấy rồi đó kệ hai bữa nào cũng chịu lát làm xong rồi lấy về tới làm xong lấy về tới chừng về quên gì thở gì em như là biết cầm kéo nữa cho cùng lì ghê quá đi chỗ phá hư mấy cái đó bán hàng mà nó phải đọc quyền gì của ai đâu. Chị đi ăn rồi á. Mì quá. Dạ. Anh đi nghe qua cái điện như các bạn. Cứu cái đầu xuống. Chị đi về đi. Chị đi ăn rồi á. Đừng có lì nha. Dạ. Để cho ba làm. Vị số 3 sao ta? Số 3 vậy nè. Từ giờ nghĩ ra cái mẫu luôn coi. Thôi vô biết tiền rồi. Với mặt sau lại á. Ừ đó mới tiền. Ủa chỉ điện rồi sao con đi qua đi lại miếng vậy hử? Mẹ. Đâu rồi đây? Chú. Chứ giờ nghĩ cả ba tiếng mấy đang lên ai mà ngồi coi ba tiếng mấy nó đi tu video nhanh nữa vừa thấy mấy cái video mà mấy cái thằng dân tộc mà nó xây nhà nó đào nhà rồi không thấy thật
về xong rồi nhổ nha. Lá hoa về xong rồi nhổ luôn cho ba. Cái nào sách cái nào chuẩn bị ở dưới này hả? À. Bị nào sách cho bị đó hả? Sách cho bị mà giờ nó bỏ vô hả? Chắc phải để ra ngoài à, để làm khóc có cái quên đó chứ. Mình về cái nào đặt về cho con kêu con gà, con kêu con gà làm sao sao con gà nó làm sao làm ấy xong rồi đi về. Cỡ nào nó cũng bắn.
Để cho con đó. Tưởng con ở dưới đó mượn cái điện thoại quay cái gì. Thì quay như vậy gì còn có một cái này. Cái chị hết quay được rồi. Cái chị hết quay được rồi. Ai biết. Thì quay không được nữa thì quay không được với ai nói. Tao khỏi em. Nên coi thử bảo sửa sao á. Thank you.